Nào, đỡ đi các sếp, đỡ đi anh em, đỡ đi các con rời. Quá trời máy cho anh em luôn. Từ những dòng 1 pha đến 3 pha này. Khủng long bạo chúa này, 11kW này. Rồi là 3 ký, 3 ký rưỡi này. Đây, bộ 3 ký hàng quốc dân này. Hàng cao áp quốc dân 3 ký, lắp vào đầu ROV 2005. Phi tông xứ anh em luôn nhá. Bộ này thì giá quá rẻ rồi, 6 củ rưỡi bao ship cho anh em luôn. Full phụ kiện luôn. Dây 15m, súng 4 bếp, tặng bình bọt. Còn đây nữa, bộ này siêu VIP này. Bộ này là 3,5 ký, lắp đầu ANOV 3000SU này. Anh em nhìn quả mặt bơm đẳng cấp nhá. Đây nhá, tay hồi rời luôn nhá. Anh em nào thích tay hồi rời thì có luôn. Khung vuông 4 bánh này. Bộ này 8 củ 2 này. Rồi là bộ dây đai này. Dòng này thì lưu lượng nhiều, phù hợp cho anh em xịt rửa chuồng trại. Thích lưu lượng ấy, chuồng trại, sân vườn này, rửa xe đều ok hết. Ô tô con, xe tải. Bộ này thì giá hợp lý thôi. 4 củ 7, motor 2,2 ký, đầu T30. Lưu lượng con này sẽ là 25 lít phút. Đây là bộ 3,5 ký, đầu Anovi 3000 này. Bộ này thì khung 2 bánh thì là 8 củ này. Đây cũng 8 củ này. 3,5 ký, đầu Anovi 30S này. Rất nhiều luôn. Đây, bộ này bộ 3 pha này, 3,7 ký này. Bộ này thì là motor Nhật nhưng mà mới đét luôn, chứ không phải motor bãi nhá. Đây, motor của Toshiba 3,7 ký đây. Đầu Alovi 2014. Bộ này thì là 14 củ, 3 pha. Rất nhiều lựa chọn cho anh em. Nói chung là tổ bà lủ, tả bộ xẻ không thiếu gì hết. Anh em thích mẫu nào cũng có. Từ những dòng dân dụng, đến những dòng công nghiệp, đến những dòng chuyên dụng, đầy đủ hết. Kể cả là xịt xe tăng, rồi là phòng cháy, chữa cháy, cứu hỏa, có đủ hết. Rồi, anh em có nhu cầu cứ liên hệ bên chúng tôi máy nhá. Đây, quá trời luôn. Quá trời của đất máy.